mùa kết thúc, đất đai được ngơi nghỉ, những người dân ở Park Ngòi lại quay trở lại với những nghề truyền thống đã có từ lâu đời. Nằm kế bên vùng hồ Ba Bể ở Bắc Cạn, làng Park Ngòi mang vẻ đẹp bình dị yên ả. Lưng tựa vào núi, mặt hướng ra sông, cuộc sống làng quê vùng núi cứ chậm rãi, bình yên, tạo cảm giác hoài niệm cho mỗi du khách. Con chào bà. Vâng. Đấy, bà đang đi đâu đấy? Bà đi mua chỉ về để dệt thổ cẩm. Thế bà cho con đi xem rồi nhá. Vâng, vâng, đi xem. Dạ. Ấm đường mới được một mét rồi. Ừ, thế thôi. Cũng tốn nhiều chỉ nhờ bà nhờ. Vâng, nhiều đấy. Cuốn thì lâu lắm, bây giờ làm cái này nó nhanh hơn. Dệt vải vẫn là công việc thường ngày của một số gia đình tại Park Ngòi. Ngày xưa, họ tự tay trồng bông, xe sợi với rất nhiều bước công phu. Còn ngày nay, sợi đã có thể mua sẵn, nhưng để có được một tấm vải truyền thống, vẫn phải dệt thủ công với khung cửi lách cách bên nhà. Những người trẻ tuổi có thể làm nhiều công việc khác, nhưng trong làng, những phụ nữ lớn tuổi như bà Dung gần như ai cũng nhớ cách dệt và có rất nhiều kỷ niệm với công việc này. Bà ơi, khung cửi này có vẻ cũng lâu năm rồi đấy bà nhỉ? Hơn 20-30 năm rồi. 20-30 năm? Ờ, lâu mà, cái này có bao giờ hỏng đâu. Cái này là mình cũng tự đóng hả bà? Ừ, cái này ông chồng đang đóng cho đó. Thế phụ nữ Tày có phải là ai cũng phải biết dệt trước khi lấy chồng không bà? Ừ, đúng đấy. Ngày xưa thì phải về làm quần, làm áo để mặc đấy. Làm cái thủ công này là chậm lắm. Chậm nhưng mà con thấy là những cái họa tiết hoa văn này rất là đẹp luôn. Ừ, nhưng mà mình thích, đam mê thì mới làm được. Phải bao lâu mới dệt xong được một tấm vải hả bà? Ôi, cái này còn lâu quá, mấy tháng. Trang trí nhiều họa tiết, hoa văn hay màu sắc sặc sỡ cầu kỳ, những tấm thổ cẩm của người Tày ở Bắc Cạn thường được dệt đơn giản, mộc mạc, phục vụ cho cuộc sống thường ngày và làm quà cho du khách phương xa ghé đến. Bản Park Ngòi nằm bên dòng sông Lèng, ngay ở nơi nó hòa dòng chảy vào hồ Ba Bể. Ngoài trồng lúa, dệt vải thì người dân vẫn thường đánh bắt cá tôm bằng những phương tiện truyền thống. Chú Xanh được gọi là người đàn ông khéo léo nhất trong làng vì chú có thể đan tay được tất cả các loại lưới đánh cá. Mỗi mùa một khác ấy, mỗi mùa một loại ấy, mắt to mắt nhỏ này. Còn thì về sợi cước, sợi du, cá ao, cá hồ, cá sông, cá suối làm được hết. Vâng. Nếu khách đặt kiểu nào cũng làm được. Đây cái loại mà mình đang đan đây là loại lưới mắt mấy phân đấy chú? Dùng để đánh cá đấy, gì hả chú? Đây là loại mắt 2 phân đánh cá mương. Tháng 4, tháng 5 ấy nó lên sông này, nước lũ này. Vâng. Đi đánh bắt. Như cái tấm lưới này là chú đã bắt đầu đan được mấy hôm rồi chú? Chỗ này được 10 ngày rồi đấy. Ui, 10 ngày mà mới được từng này, chứng tỏ là để ra được một cái tấm lưới mất thời gian rất lâu ấy chú nhở? Nếu mà tính ra công nhật là ngày 8 tiếng là phải 1 tháng. Công việc này phải đòi hỏi sự khéo léo, tinh mắt và thật sự là phải tỉ mỉ đấy chú nhở? Tinh mắt này, rồi thì nhanh tay nữa, với lại quan trọng nhất là con người chịu khó. Ở Park Ngòi, người ta vẫn tỉ mỉ dệt từng sợi vải, đan từng sợi cước và tìm thấy những niềm vui thật bình dị trong công việc của mình. Niềm vui khi những nghề truyền thống vẫn đang được giữ gìn hàng ngày hay chỉ đơn giản là giới thiệu được những nét đẹp của quê hương tới những người khách phương xa. Nhịp sống bình yên ấy vẫn cứ hiện diện nơi bản Park Ngòi xinh đẹp bên sông.